Chào mừng quý bà con cô bác và quý anh chị em đã trở lại với kênh Hoa Kiển Thiên Hộ. Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2022. Thì em xin chia sẻ với quý bà con cô bác và anh chị em về cái quy trình tạo tán nhanh cho mai vàng ha. Và tính toán một số liều lượng mà khi mà chúng ta bón phân sử dụng phân và hay là sử dụng thuốc. Cái clip này em làm lên đây là mang tính chất là chia sẻ cùng nhau tiến bộ để giúp cho một số bà con cô bác và anh chị em chưa nắm được rõ được cái kỹ thuật mà làm mai vàng, thì hôm nay em sẽ xin chia sẻ cho bà con cô bác và quý chị em và anh chị em về cái kỹ thuật mà tạo tán nhanh cho mai vàng. Còn những anh em nào mà đã chơi cây lâu năm, nuôi cây lâu năm thì những phương thức này là đã quá quen thuộc với anh em rồi ha, thì chúng ta không cần bàn tới. Và những anh em nào thấy có những ý kiến nào hay và những ý kiến nào cần đóng góp thì xin chia sẻ với Trang để Trang giúp chúng ta càng lúc càng lớn mạnh và cùng nhau tiến bộ. Dạ, xin cảm ơn. Và đây là một cái quy trình tạo tán nhanh cho mai vàng từ tháng 12 âm lịch, từ tháng Giêng cho tới tháng 12 âm lịch luôn ha. Và quy trình cắt bông, tất cả mọi thứ cắt bông, tạo tán, tạo cành là ở đây là có trên một cái bản hướng dẫn này hết. Thì cái quan trọng nhất là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á, là chúng ta bàn về cái quy trình tạo tán nhanh cho mai vàng. Và cuối phần cái bài viết này á, thì em sẽ có một cái để một cái bản này cụ thể luôn. Cái bản này cụ thể đầy đủ. Thì anh chị em cố gắng, cái clip này có lẽ nó sẽ hơi dài chút xíu, cho nên anh chị em cũng cố gắng để xem mà tham khảo ha. Đây, mời anh chị em xem ha. Còn đây là tất cả những cái thuốc. Có những thuốc mà hiện tại em đang còn, có những thuốc mà đã hết rồi. Thì em cũng sẽ cố gắng để diễn tả hết, để phục vụ kiến thức cho bà con cô bác và anh chị em ha. Đây, quay trở lại với cái bản quy trình tạo tán nhanh cho mai vàng. Những cái tháng này nghe bà con cô bác. Những tháng này là những tháng âm lịch ha. Bà con chú ý nha. Ở đây em có phân bổ liều dùng hết tất cả mọi thứ rồi, sẽ hướng dẫn cho bà con cô bác cách sử dụng cho từng một cái loại thuốc, từng loại phân này. Và bà con lưu ý là em sẽ không quảng cáo cho bất kỳ của công ty nào. Nhưng vì lý do là muốn làm một cái clip để hướng dẫn cho bà con để sử dụng cho một cách môi thuốc với phân một cách đúng cách ha. Đây rồi, chúng ta nè, bước vào tháng Giêng đi, là chúng ta vừa chơi hoa, vừa cho cây nó nở hoa, vừa chơi xong đó, thì chúng ta đây xin lưu ý với bà con ha, cứ 15 ngày nửa tháng là em lặp lại một lần nha bà con thấy ha. Đặng bà con tiện sẽ theo dõi nha. 15 tháng 1, 1 tháng 2, 15 tháng 2, 1 tháng 3. Rồi, bắt đầu chúng ta đi vào chi tiết nha bà con ha. Đây, bà con cô bác và anh chị em chú ý ha. Đây là khi mà gầm á, là ngày 15 rồi đó, là chúng ta tiến hành cắt bông. Cắt bông để dưỡng cây nha bà con. Cắt bông để dưỡng cây. Rồi chúng ta tiến hành phun D6. Rồi phun D6 cộng tưới D6 luôn ha, thật là thiều là từ 2g đến 200g. Cái bản này là để em sử dụng để em xài luôn ở vườn của mình luôn, cho nên em để đây đặng tránh trường hợp đặng cái thuốc để mình thuốc hoặc phân là mình sử dụng rồi nó sẽ lặp lại lần thứ hai, nó sẽ gây thất thoát phân hoặc là thuốc men trong quá trình mình đang sử dụng ha. Bà con đang thắc mắc cái DA6 là gì đúng không? Bà con thắc mắc cái DA6 là gì? Thì cái D6 là chất điều hòa sinh trưởng ha. D6 là cái chất điều hòa sinh trưởng hay còn gọi là cytokinin ha. Còn ở những clip sau em sẽ đi sâu vào những cái phần dinh dưỡng như thế này. Và con trước giờ chỉ biết là đa lượng, có một số người thì gắt gỏ, còn một số anh em thì cũng chưa nắm được những phần này, giống như hay nói là đa chung vi lượng, nhưng mà không biết là đa lượng là gì.
trung lượng là gì, vi lượng là gì. Và cạnh đó là phải có siêu vi lượng và chất điều hòa sinh trưởng, chẳng hạn như cytokinin là DE6. Và phần này em sẽ chiên sâu sau ha. Còn bây giờ em sẽ đến với cái quy trình tạo tán nhanh cho mai vàng. Cái clip này có lẽ nó sẽ hơi lâu, cho nên bà con cô bác là cố gắng xem cho rõ nha. Rồi bắt đầu chúng ta phun DE6 xong nè. DE6 này là nói sơ cho bà con biết là cái DE6 này mục đích của nó là để nó đâm chồi nách ha. Khi chúng ta cắt bông xong nè, ha, cắt bông xong là chúng ta muốn tạo tán nhanh là chúng ta cũng cần phải đâm chồi nách, là chúng ta phải phun DE6 vào ha. Thì đây, còn đây nè, tưới là fluid humic. Thì fluid humic này đây tức là gì, tức là cái thành phần này là để dưỡng rễ. Bà con lưu ý nha, cái này là dưỡng rễ chứ không phải là kích rễ nha bà con, không phải là kích rễ. Còn ví dụ như bà con không có cái fluid humic này thì bà con dùng cái humic nào cũng được, miễn quan trọng nhất là hàng chính hãng ha. Hàng chính hãng không phải là hàng giả. Còn liều lượng thì bà con cứ căn theo nhà sản xuất. Còn cái này là cái liều ở đây, cái liều ở đây là do em ghi danh gì rằng em khỏi cần phải xem nữa, em chỉ cần nhìn lên đây là em cân đong đo đếm hết. Đây em dùng cái máy cân này ha, đây em dùng cái máy cân này đó, để em cân ha. Cân cho nó chính xác, cho nó đạt hiệu quả cho nó cao. Rồi tiếp tục nữa là chúng ta bón phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì chúng ta bón 3 kg trên 200 lít. Tại em tưới trên cái bồn 200 lít cho nên em ghi 200 lít gì là cho dễ. Đây còn tiếp tục chúng ta cứ bình thường đó, là bắt đầu tới 15 ngày sau là ngày 1 tháng 2 ha, là cách 15 ngày nè, 11 tháng 2 nè, bắt đầu chúng ta phun ngừa nọt siêu. Phun ngừa nọt siêu hay là cái gốc, miễn là gốc đồng là được nha bà con, miễn là gốc đồng được. Nhưng mà em nghiên cứu và sử dụng nhiều năm rồi ha, thì thấy nọt siêu nó hiệu quả cho nên em sử dụng nọt siêu. Rồi tiến hành phun GA3 cộng amino acid. Tại vì lúc này á, cái lá nó mới mở ra thì nó sẽ cần amino acid nha bà con. Amino acid đây, GA3 là gì? GA3 là một hợp chất của gibberellin nha bà con. Rồi phần này em sẽ chiên sâu sau nha. Rồi nói sơ cho bà con biết ha, cái GA3 này là cái thành phần này nó để là cho cái khả năng cái cây của mình là nó kéo dài cái đỉnh sinh trưởng nha. Còn amino acid là để nó cung cấp cái amino trong cái lá cây của mình để giúp cho cái phần quang hợp sau này nó sẽ tốt hơn. Rồi chúng ta cũng có thể là kết hợp cộng phun dưới tưới amino acid luôn ha. Rồi ngay thời điểm này là chúng ta vô sân vô cơ nha, 30-10-10 ha, 20-10-10 hay là bà con dùng cái liều thấp hơn cũng được, 25-10-10 cũng được ha bà con. Nhưng mà có cái te thì càng tốt nha bà con. Đây liều đây cũng dùng là 3 kg trên 200 lít. Đây 30-10-10. Đây bà con chỉ quan tâm chứ chỉ số cuối thôi nha. Còn cái phần mà ở trên đây thì không cần quan tâm, hãng nào cũng được, miễn mà bà con dùng mà thấy hiệu quả thì bà con dùng ha. 30-10. Rồi xin nhắc lại, miễn là hàng chính hãng đúng nhà sản xuất là được rồi, còn phần còn lại để tính sau. 30 người thì gồm có là cái này là đa lượng nha bà con, là đạm lân kali. Thì cái phần này em sẽ chiên sâu vào sau ha, chiên sâu vào sau. Đây em cũng có phần đa lượng đây ha, là NPK nè. Phần này em sẽ chiên sâu về sau, phần sau em sẽ chiên sâu. Bà con nhớ chú ý theo dõi cái phần sau ha. Phần sau thì em sẽ bàn về cái đa lượng này và tháp dinh dưỡng ha, và cách ngừa và điều trị bệnh và dịch hại. Điều trị bệnh tức là điều trị tất cả như là nấm hồng, kháng thư, gỉ sắt, đốm lá, sương mai ha. Còn dịch hại là sâu, bọ chỉ, nhện đỏ hay là gầy ha, có đầy đủ hết trơn ha. Mình sẽ bàn chi tiết về phần này sau nha. Rồi tiếp tục tới ngày 15 tháng 2 thì chúng ta phun Atonit cộng tưới. Rồi tưới
30-10-10 à, cộng te ha, là tưới cái phân có phân vô cơ lúc nãy nha bà con. Rồi bắt đầu chúng ta tưới humic. Humic thì loại nào cũng được, chính hãng là ok ha. Còn hướng dẫn thì có bên đây bà con xem ha, để không có bằng sâu vô. Bằng sâu vô nhiều quá thì nó lại mất thời gian của bà con, tại đây từ đây tới tháng 12 lần. Rồi bắt đầu chúng ta phun gót. Đây chúng ta phun gót chính này ha. Phun gót chính. Thì trong cái thành phần á, cái này là của Thổ Nhĩ Kỳ. À, những cái thành phần ở đây á là nó để có công dụng là nó kích một phần của bộ rễ nè. Nè, nó tránh bó rễ nè. Rồi nó giảm cái hư tổn do cái nhiễm độc phèn với nhiễm độc hữu cơ ha, nhiễm độc mặn luôn. Đây còn em nhắc sơ với bà con ha, đây là siêu kích rễ hoa kiển thiên hậu. Cái này là bên em bào chế các bà con ha, bên em bào chế. Bà con có cần mấy cây nào mà mới bứng về á mà nó yếu, bà con có cần nó cứu à, gần mấy cây bứng về đây mà bà con sợ yếu đi à, bà con cứ liên hệ bên em để em cung cấp cái siêu kích rễ kích chồi này cho bà con ha. Cái này là siêu kích rễ kích chồi luôn nha bà con, để cho bà con sử dụng nha. Rồi những cây nào mà đang yếu đó cần phải cứu môi ra đó, bà con cứ liên hệ em ha. Cái này là kích rễ, còn những thành phần này nó chỉ kích rễ nhẹ hoặc là dưỡng rễ. Đây như humic, đây humic chỉ là dưỡng rễ thôi nha bà con, chứ là dưỡng rễ thôi chứ nó không phải là một cái sản phẩm mà để kích rễ nha. Rồi mời bà con quay trở lại nha. Rồi tới đâu rồi, humic. Rồi cái liều lượng nằm ở đây nha bà con, quay góc rộng cho bà con thấy cho rồi đó. Rồi phun gót chính nè, bắt đầu vào phun ngừa nọt siêu nè, à, phun ngừa nọt siêu nè, rồi tưới hữu cơ, à, là chúng ta quay trở lại nè, quay trở lại nè, quay trở lại nè, nó cứ 15 ngày bà con nè, thấy định kỳ nè, xem nè, cứ 15 ngày là chúng ta bón phân một lần, ha, 15 ngày bón phân một lần, đó, chúng ta cứ xen kẽ là hữu cơ, ha, hữu cơ, nè, hữu cơ với vô cơ nè, đó, chúng ta cứ xen kẽ chúng ta cũng ra tưới. Đây bắt đầu tới tưới hữu cơ nè, bắt đầu tới vi lượng tạo rễ nè, à, để tạo ra rễ mới. Cái vi lượng này là để nó kích thích quá trình mà cái rễ nó tạo thêm nhiều cái rễ mới nữa nè. Vi lượng này nó cũng có một phần ở trong gốc chính ha, nhưng mà ít, cho nên chúng ta cần với vi lượng riêng. Đây cái vi lượng đây ha, giới thiệu cho bà con luôn, đây vi lượng một số bà con hay nói là đa chung vi lượng. Đây là vi lượng nha bà con ha, đây là vi lượng combi, một cái sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ ha. Đây bà con thấy ha, bà con không có mua được cái hiệu này thì bà con cứ kêu bên ngay chỗ mà bên bán bảo vệ thực vật đó, thì họ cung cấp cho bà con vi lượng ha. Thì vi lượng là rất cần thiết cho cây nha bà con, rất cần thiết cho cây nha. Một số người anh em là cứ bón đa lượng không, chứ không cung cấp chung lượng và vi lượng. Rồi đây tiếp tục. Rồi bắt đầu tới ngày 15 tháng 3 là chúng ta phun vi lượng rồi nè ha, phun vi lượng rồi nè ha, phun vi lượng nè. Hồi nãy là tưới nha, tưới vi lượng dưới nha, bây giờ chúng ta phun vi lượng. Rồi chúng ta tiếp tục tưới 30-10-10 cộng cho te. Rồi chúng ta tưới humic nè, bắt đầu tới chung lượng nha. Lúc này là cái lá nó đã mở rộng ra lớn rồi ha. Rồi chúng ta cung cấp cái lượng magie vô để cho lá nó dày hơn nha. Magie. Đây bà con thấy nè, kẽm magie nè. Đây. Để tránh trường hợp vàng lá thối rễ nha bà con ha. Cái lá này nó mở ra nhiều rồi nè. Nó mở ra nhiều lớn rồi, bắt đầu nó kéo lụa rồi, là chúng ta phải cung cấp cái magie nha. Để nó sẽ bị vàng lá thối rễ nha, magie kẽm. Nè bà con thấy nè, à, bên đây họ có để nè, lá xanh dày nè, quang hợp mạnh nè, chống bạc lá nè, với bị tót lọt đó, bà con thấy không. Rồi tiếp tục, à, tiếp tục chúng ta tới thì ở phía sau này vẫn có liều lượng nha bà con xem kỹ nha. Đây ngày 1 tháng 4 và chúng ta tiến hành phun Atunit, tưới hữu cơ, à, rồi bắt đầu tưới magie kẽm. À, thứ magie kẽm luôn nha, magie kẽm lúc hồi nãy em có ghi đó,
cái này là trung lượng nè, tưới 2 lần magie. Rồi tới ngày 15 tháng 4 chúng ta phun là phun 10 60 10 TE, tưới DB, tưới N 3M. À cái này để làm gì ha, cái này để làm gì? Cái này là chúng ta để là chúng ta bắt đầu là thấy bà con thấy nè, cái này là NPK ha, nhưng mà dạng phun có đạm, lăn, kali. Đó, cái lăn này á là thường thường là chúng ta để tạo nụ nè ha, chặn đứng đỉnh sinh trưởng nè, cái này là vô mấu chốt rồi bà con, chặn đứng đỉnh sinh trưởng nè, vô mấu chốt rồi nè. Rồi chúng ta tiến hành tới DB, thì trong thành phần DB này là nó có đạm với lăn, không có kali. Nó nhưng mà lăn cao, tưới lăn cao kết hợp phun lăn cao cái này ha, là bà con biết để làm gì không? À, cái phần này là để cho nó chặn đọt lại. Chặn đọt là tiến hành ta mới tạo tán nè, thấy không? Tiến hành tạo tán nè. Nó rồi bà con xem nè. Đây, liều lượng thì như thế này bên đây nha. À, rồi tưới kích rễ này là như thế nào để cho cái lúc luôn lúc nào bà con thấy nè, trên những cái bản hướng dẫn của em nè, lúc nào cũng có rễ nè ha, đây là rễ nè phải không? À, cách một tháng là rễ nữa nè, nó cách một tháng nữa là rễ nữa nè ha, tức là cái cây mình phải có rễ ra liên tục, mình bón phân vô nó mới hấp thụ được hết, nó mới hấp thụ được hết cái phần dinh dưỡng này. Rồi chúng ta tiến hành phun. À, đây em giới thiệu phôi xương phần này ha, là 10 60 10, đây 10 60 10, 10 60 10 này á, là có một số bà con là làm cây ăn trái á, dùng để là kích bông tạo nụ để mình làm trái ha, tức là mình phải chặn đứng cái đỉnh sinh trưởng của nó, giống như cái lá này, những cái lá mà nó ra ha, những cái lá mà nó ra, nó ra la ra lá non hoài đây, những cái lá này đây bà con, ví dụ là những cái lá này nó ra lá non hoài nè, thì không bao giờ là mình làm trái mình làm bông được nha bà con ha, không bao giờ mình làm trái làm bông được, cứ nó ra vượt rồi. Còn riêng mai vàng của mình, nếu mà nó ra vượt còn nó sẽ bị mất cân bằng, giống như bây giờ nó có khoảng chừng 100 đọt đi, mà nó có khoảng chừng 5 đọt vượt thôi, còn 95 đọt còn lại là nó không vượt được. Cho nên chúng ta tiến hành con chặn đọt, tức là chặn những cho cái đọt mà đọt nó đã phát triển cái đó, đọt nó đã phát triển rồi ha, nó sẽ đứng lại đang cho cái đọt đang phát triển, nó chuẩn bị nó tiến lên. À, cho nên chúng ta có được cái công thức. À, bắt đầu chúng ta phun ngừa nè, bà con thấy nè, phun ngừa chăm bông, thì chúng ta cứ kết hợp là nọt siêu với chăm bông. À, chúng ta cứ một tháng là chúng ta phun ngừa một lần, một tháng chúng ta phun ngừa một lần để tránh trường hợp mà nó bệnh ha. Cái chăm bông này là nó giải quyết được luôn nè, nấm hồng kháng thư, gỉ sắt, đốm lá với sương mai. À, nọt siêu này cũng vậy luôn, nó cũng giải quyết luôn cái phần này luôn. Rồi tiếp tục, à, chúng ta mới đầu phun ngừa chăm bông rồi phải không? Rồi chúng ta phun F800 MKB, MKB chứ không phải là NPK nha bà con. MKB, MKB này tức là một cái hợp chất, một cái hợp chất là nó như thế này. Đây bà con xem ha, MKB. Đây có sẵn hình minh họa sẵn. MKB này là gì? MKB này là cái thành là không có chứa đạm nha bà con. Đây bà con xem kỹ nè. MKB là không có chứa đạm. Đó, là nó chứa lăn và kali. À, nó chỉ chứa hai thành phần chính này để giúp chặn đọt nha, để giúp chặn đọt. Chặn đọt để làm gì? Chặn đọt để chuẩn bị, nhắc lại nè, chặn đọt để chuẩn bị chúng ta tạo tán nè. À, chúng ta phun một lần MKB, chúng ta tưới DAB. À, liều lượng thì có ở đây. Bắt đầu chúng ta tiến hành phun F800 MKB cho đợt kế tiếp, cách đó 15 ngày. Rồi chúng ta dẫn tưới DAB lần nữa. À, để cho cây nó phát triển đồng đều, cạnh đó là cái thành phần mà đây hồi nãy giờ nhắc tới DAB mà nãy giờ quên giới thiệu cho bà con ha. DAB là gì? Tức là cái thành phần của nó là ở đây nè, ở đây là đạm, bên đây là lăn, bên là độ ẩm ha, hai anh em gọi là không có kali gì đó. Đạm, lăn, kali là không có thành phần kali nè ha,
không có thành phần kali nha bà con. Bà con muốn hiểu sao hiểu, nhưng mà ở đây là người ta quy vô là ở đây là cái độ ẩm à, phía sau. Nhưng mà bây giờ cái thành phần này bà con thấy nè, tập trung vào trong đây nha, là trong đây có 18% là đạm, 46% là lân. Thì con thấy rồi, lân là để chặn đọt ha, để tạo nụ, để chặn đọt và tạo nụ. Thì chúng ta đang đi đúng cái đường con đường của nó, là chúng ta chặn đọt và tạo nụ nha. Rồi rồi tiếp tới ngày 1 tháng 6 là bắt đầu chúng ta cắt cành nè, tức là những cái ngọn nó đứng hết trơn rồi nè ha, đứng hết trơn rồi, chúng ta bắt đầu cắt các cành để tạo tán. Rồi phần này thì cho em đừng mày thì em xin cắt cái phần này ra, những chừng đoạn em ra ngoài em quay cây thực tế cho anh em xem là lý do sao phải chặn đọt, mà chặn đọt rồi là nó như thế nào ha, lá nó có đứng lại hay chưa ha, lá nó có đứng lại hay chưa ha. Và sẽ hướng dẫn bà con cách mà cắt cành ha, cắt cành để tạo tán ha. Rồi chúng ta sẽ quay vào cái ngày 1 tháng 6 này. Rồi bà con theo chân em nha. Đây bà con xem nha, cây này em đã tất cả vườn này, nguyên cái vườn này em đã tiến hành em chặn đọt hết rồi nha. Lý do sao em phải chặn đọt nè, như bà con thấy nè, nó bị ra mất cân bằng, mất đồng đều. Những cái lá này em đã chặn đọt rồi, bà con thấy lá này nè, mặc dù là cái lá mới nhưng mà bà con thấy à, đây nó rất là dày, đây bà con ha, thấy nó rất là dày ha, rất là dày, cho nên chúng ta chặn đọt đặng cho những cái đọt ở ngoài đây nè nó ra nè, quay gì cho bà con thấy nè, nó ra quá dài thì chỗ này nó sẽ rất là lỏng ha, nó rất là lỏng, nó lỏng lắm thì chúng ta cái cây của ta phơm nó không có đẹp. Rồi bắt đầu chúng ta như vậy chúng ta mới cắt cái cành đây, mà bà con lưu ý nè, cắt là không phải cắt như vậy nha, không phải cắt như vậy đó bà con thấy à, cắt như vậy là cái đỉnh sinh trưởng nó không có dồn vô đây được, cho nên cái chồi này nó ra sẽ chậm, dẫn ra đây bà con thấy à, dẫn ra nhưng mà nó chậm à, để em zoom lại cho bà con thấy. Rồi chúng ta cắt là cắt như vậy à, cắt sát như vậy đó bà con thấy nè, cắt là cắt sát như vậy ha, nhưng mà chúng ta không được cắt cho nó bị phạm vô nha, cắt phạm vô cái nụ này là nó mất cái đỉnh sinh trưởng này nên là nó không có ra được. Bà con thấy màn hình nó hơi mờ các bà con ha, nó là cắt cái gì bà con coi tổng thể cái cây ha. Thì bắt đầu tiến hành em cắt nha, cắt hết đó. Còn ví dụ như cái nhánh này nè bà con chú ý nè ha, thí dụ như trường hợp mà cái nhánh này bà con muốn cho cái tuột đầu tiên của nó đâm về bên kia ha, nó đâm về bên đây nè, thì bà con cắt cái chỗ này đó, bà con cắt cái chỗ này hay cho nó tuột nó đâm về bên kia. Còn nếu bà con muốn đâm tới tuột về hướng bên này á thì phải cắt cái cạnh bên đây, đây bà con thấy nè, nó cái đỉnh sinh trưởng này sẽ dồn về đây trước đó, chúng ta cắt để chúng ta tạo tán lại đó, đầu đây nè, đây nó bắn ra đây, đây nó bắn ra đây, đây bắn xuống ra lúc mà chúng ta xịt cái chất điều hòa sinh trưởng vô á ha, là nó sẽ búng, nó búng ra, nó búng từ những cành này nè, những cái nách này nè, nó sẽ búng ra đều hết, bắt đầu nó tạo cho cái tán dày. Còn nếu mà chúng ta để cho cái nhánh nó vượt ra đi tuốt ra ngoài này thì ra cây nó rất là lỏng phỏng và nó xấu lắm à, cái tàn nó không có được cắm đó, đây bà con thấy không đó, bấm đó, thì từ cái chỗ này là bà con thấy không? Như vậy thấy nó muốn đều lại rồi nè, vì bắt đầu nó đưa ra đây, đưa dài ra đây là bắt đầu nó đều lại hết. Để quay qua cái cây bên đây nè cho bà con xem nó sẽ rõ hơn ha, cây phía sau đây chung em sẽ hướng dẫn cụ thể cho bà con cô bác xem luôn ha. Đây chẳng hạn như những cây này à, những cây này nè, nó ra nó lĩa xỉa gì nè đó, bà con thấy nè, đây nó ra như vậy nè, cái phơm ở dưới này nó ra mới tới đây thôi, mà thằng này nó lại ra tuốt ngoài này rồi, nó bị dư, cho nên mình phải chặn đọt lại đặng mấy mốt cái mình chặn lại đây nè, từ chỗ này nó sẽ đâm ra, bà con tưởng tượng nó sẽ đâm ra như thế này ha, đây cắt cái đoạn này ha, đó, em cắt đoạn này thì chỗ này nó đâm ra nè,
Bà con thấy nè, nó đã đâm sẵn rồi nè, cây này nó sung quá, nó đâm sẵn rồi nè. Đó. Đó bà con thấy không? Nè. Ngay chỗ này là cái nách lá nè, nách lá nãy lúc mà nãy mình cắt đi, thí dụ trường hợp nó nách lá nãy mình cắt đi. Nó sẽ đâm cái chọn ở đây, đâm chọn ở đây thì nó sẽ xé cái chi ra đây, những cái chi ra đây. Nó sẽ ra đây rất là đều. Đều chi cành đều tàn hết nha. Cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Đây, để thị phạm bấm vài cành để cho bà xem, bà con tham khảo ha. Đây bà con nhìn bên đây nè, thấy nó vuông dài ra không? Nó vuông dài ra, nó không có ấm cái tàn của mình, nhìn nó xấu lắm. Mà bà con lưu ý nè, lý do tại sao mà khi mà tại sao là mình phải thêm một phần nữa, tại sao mình phải chặn đọt rồi mình mới cắt. Lý do là bây giờ á, nếu mà trường hợp á, cái lá trên này nó ra non này, cái lá này nó ra non, lì ở dưới phần rễ của nó sẽ non, phần rễ nó non, cho nên lúc là mình chặn đọt á, mình chặn đọt thì mình biết mình trừ hao nó vô rồi nè, mình cho nó ra ngoài này, nhưng mà biết nó mình bấm phía trong rồi thì mình phải chặn đọt cho thằng này nó không phát triển nữa, nó không có đi đọt nữa, thì ở trong này nó sẽ quá gỗ. Mà khi quá gỗ rồi thì chúng ta cắt phần gỗ này nè. Nếu bình thường chúng ta cắt này là sai nha. Đó, cắt ngay cái đọt non là sai, hoàn toàn sai. Cắt là phải cắt nằm trong cái phần gỗ này. Đó, nó mới gọi là đúng nha bà con. Trong cái phần gỗ này là cắt mới đúng. Tạo điều kiện cho mấy cái chồi này, chồi nách này nó đâm ra mấy lẹ. Còn nếu chúng ta cắt cái chồi non á, thí dụ như trường hợp chúng ta cắt cái chồi non như thế này. Nào, nó quá non đi. Thì ngay chỗ mấy cái phần này nằm ở đây nè, nó ra rất là chậm, nó ra thuộc chậm dữ lắm. Cho nên chúng ta phải xử lý cho nó già. Chẳng hạn nó già như bên đây. À, phần này lúc trước là cách đây mà khoảng chừng một tháng. Là nếu chúng ta không xử lý thì chỗ này nó sẽ còn xanh. Bây giờ chúng ta xử lý rồi nó già. Đây, nó già rồi nè. Chúng ta cắt gì nè. Thì tạo điều kiện cho cái mấy cái mầm ngủ chỗ này nè. Nó sẽ đi lên. À, thì bà con thấy nè. Trường hợp. Ha, trường hợp mà chúng ta tạo chúng ta làm xử lý cho nó già, nó dài thế này rồi thì tạo nụ như này nè là có khả năng, à cái nụ này nè nó sẽ nở hoa ha, có khả năng sẽ nở hoa nếu trường hợp chúng ta ngưng cung cấp đạm. Còn nếu mà chúng ta cung cấp đạm vô ha thì chỗ này nó sẽ không ra cái chồi hoa nữa, mà nó ra cái nách này nó không ra cái nụ, mà nó sẽ ra cái nách chồi. À, cái nách chồi, như thế này. À, hoặc là lúc đầu chúng ta tiến hành tạo tán lần nữa. Bà con lưu ý ha, trường hợp mà nếu mà cuối năm mà chúng ta tạo nụ, ha, chúng ta tạo nụ như thế này, thì chúng ta ngưng vô đạm, thì nó sẽ lên nụ. Còn nếu mà chúng ta vô DB, ha, chúng ta chặn đỉnh sinh trưởng, để chúng ta nhấp đọt lại, và chúng ta tiến hành phun để mà kích chồi, thì nó sẽ ra chồi, nó sẽ ra chồi như thế này. Đó, bà con thấy rõ không? Nó sẽ ra chồi như thế này. Đó, bà con thấy nè. Cắt sơ lại cái là bà con thấy nè, cái phơm nó muốn đều rồi, thấy không? Đó, bắt đầu chúng ta cắt trên đây. Đó, chúng ta cắt trên đây, rồi chúng ta cắt luôn trên đây. Đó, bà con thấy không? Cái tán nó sẽ muốn đều lại đó. Và từ cái chỗ cái tán này nè, bắt đầu nó sẽ trẻ ra. Thì cái cây này sẽ mau chóng, rất là mau chóng đặt tàn. Cái này để em chia sẻ cách mà để bấm cho nó mau đặt tàn ha. Rồi, bà con mời theo chân em á, mời bà con theo chân em. Quan sát tiếp để em giải thích tiếp cái phần mà dinh dưỡng cho bà con xem ha. Đây, bà con cô bác anh chị em quay trở lại với cái bản quy trình tạo tán nhanh cho mai vàng ha. Thì đó, lúc hồi nãy thì nó sẽ tới rơi vào cái ngày cắt cành nè. À, cắt cành, tạo tán. Khi mà chúng ta cắt cành, tôi tạo tán gì, nó sẽ có một vết thương nằm ở trên cái nhánh. À, thì cũng như là mình phun định kỳ thôi. À, thì chúng ta phun ở ngay thời điểm này, nó sẽ góp phần là ngừa nấm bệnh. À, tại vì sau khi chúng ta cắt cành tạo tán này á, thì chỗ đó nó có vết thương rồi. Chúng ta phun cái chăm bông này coi như để cho nó ngăn, nó ngừa bệnh cho cái vết thương này luôn. Và nó chúng ta phun đều mặt lá hết.
để chúng ta ngừa bệnh cho toàn cây. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành phun D6. D6 này là gì? D6 này là hồi nãy em có nói em nhắc tới rồi, D6 là một hợp chất của cytokinin. À, đây D6 đây ha, hợp chất của đây của cytokinin ha. À, khi mà chúng ta cắt cành, mục đích của chúng ta là để tạo tán cho nó nhiều thì cho nó dày, thì cái D6 này á, nó sẽ giúp cho cái chúng ta nó đẻ nhánh lẹ, đẻ nhánh mà nhánh phía trong của cái đọt luôn, nó sẽ đẻ nhẹ lẹ lên là nó sẽ tạo ra được cái tán nó dày hơn. À, rồi chúng ta rồi bắt đầu, tại vì chúng ta cắt cành đó chúng ta tạo tán thì phải có thằng D6 này nó góp vào đây để chúng ta tạo cho cái tán nó dày lên ha. Rồi bắt đầu hồi nãy lúc mà ông cắt cành tạo tán em có nhắc, à nếu trường hợp chúng ta tiếp tục nếu mà chúng ta tiếp tục lúc mà cắt cành tạo tán này xong chúng ta tiếp tục phun MKB tưới DB thì cái thời điểm này thay gì đó mà chúng ta tưới MKB với tưới DB thì cái đọt nó sẽ đứng lại ha, cái đọt nó đứng lại nha. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta tưới 30-10-10 chúng ta vô đạm cao, vô cái vô cơ, vô đạm cao thì nó sẽ ra chồi, nó chỗ phần nách của cái lá nó sẽ ra chồi, thay vì chỗ này nó ra hoa bây giờ nó ra chồi. Chúng ta bắt đầu tưới humic này đặng cho cái rễ nó có được càng nhiều hơn thì nó sẽ hút được cái phần dinh dưỡng ở đây. Rồi khi mà cái tược này nó đã ra rồi, rồi chúng ta muốn cho nó dài ra thì chúng ta dùng là chúng ta phun G3 đặng nó kéo tược cho nó dài ra, đặng nó mau dày. Hằng này là để kích thích cho nó đâm chồi nhiều, còn này là kích thích cho cái chồi của nó kéo dài ra thì nó sẽ mau đặt tàn hơn. Rồi khi mà ở chỗ này là cái lá nó vừa mới mở là chúng ta phải cung cấp amino acid như hồi nãy lúc đầu tiên. Hồi nãy em có nhắc đâu trên đây? Đây amino acid lúc mà lá mở ra nè. Thì chúng ta cắt bông nè. Qua tới nửa tháng sau là chúng ta vô amino acid. Thì ở đây chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cắt cành tạo tán thì tới nửa tháng sau chúng ta cũng vô amino acid kết hợp phun và tưới. Rồi bắt đầu tới nửa tháng sau rồi nè. Nửa tháng trước là mình phun vô cơ, mình tưới vô cơ thì bây giờ chúng ta tưới hữu cơ. Đây. Rồi tiến hành phun ngừa bệnh như bình thường. Rồi phun Atonit, phun đây đặng cho cái chồi cái chỗ này nó kéo ra nó sẽ được mập ha, cái chồi chỗ này nè nó kéo ra. Đây bây giờ phun Atonit vô cho nó mập lên chút xíu. Bắt đầu chúng ta thay đổi, thay vì đợt vừa rồi chúng ta dùng không biết, đợt này chúng ta dùng N3M, chúng ta thay đổi liên tục, giống như chúng ta ăn cơm vậy thôi ha. Ăn cơm thì bây giờ bữa nay món này thì ngày mai mình dùng món khác cho nó ngon miệng, sẽ phát triển hơn. Cây cũng vậy, cây cũng như người ta thôi. Này bắt đầu tiến hành chứng là tưới 30-10-10, đợt vừa rồi chúng ta tưới hữu cơ thì bây giờ chúng ta sẽ tưới 30-10-10, cách nửa tháng là chúng ta tưới một lần. Rồi tiếp tục chúng ta phun vi lượng để cung cấp cho cái nguồn vi lượng này, lúc nãy em có giải thích rồi, nó để cho xanh lá dày lá để góp phần quang hợp tốt hơn. Rồi tiến hành đợt này là chúng ta đợt gửi rồi chúng ta tưới vô cơ, bây giờ chúng ta tưới hữu cơ. Rồi bây giờ thời điểm này là trung lượng đây. Trung lượng canxi, cái này nó sẽ rơi vào tháng 7 là ngay mùa mưa nha ha, tháng 7 ngay mùa mưa thì chúng ta phải tưới vô lượng canxi. Là con lưu ý nè, nãy tức là ngay mùa nắng á thì chúng ta cung cấp cái magie, trung lượng magie để cho nó giữ ẩm, tại thời điểm này thì chưa có mưa nhiều, giữ ẩm để cho cây nó tốt hơn, cho cây nó giữ ẩm tốt. Và ngược lại cái trung lượng của canxi, trung lượng canxi này là nó đào thải bớt đi cái độ ẩm, nó đào thải bớt đi cái độ ẩm ở trong cây, tại tháng này là tháng 7 nè, nó mưa nè, tháng 7 nè nó mưa nè, cho nên chúng ta cần phối trung lượng canxi vô đây để cho nó đào thải bớt cái lượng nước này để nó tránh cái tình trạng thối rễ. Rồi bắt đầu tới nửa tháng sau là ngày 1 tháng 8 chúng ta tiến hành phun Atonit tiếp. Rồi phun ngừa nọt siêu, phun ngừa bệnh nha, lấy nọt siêu phun ngừa, đợt trước mình phun ngừa chăm bông rồi bây giờ mình phun ngừa nọt siêu. Rồi chúng ta tiếp tục tưới 30-10-10 TE, rồi tưới humic để cho rễ nó phát triển tốt.
Rồi khi tới 15 tháng 8 chúng ta phun Atonit tưới hữu cơ. À bây giờ mình ngưng rễ nha, bắt đầu tới tháng tới tuần một nửa tháng sau chúng ta mới làm rễ tiếp, là phun ngừa bệnh nọt siêu tiếp tục nữa. Rồi phun 30-10-10 à, là chúng ta chuẩn bị cái lần này là lần tạo nụ để làm hoa nha. À, tạo nụ để làm hoa nè, bắt đầu chúng ta tưới nè 30-10-10 à, cho nó khỏe. Xong đợt này là chúng ta cắt 30-10-10 nha. Xong tháng 9 là chúng ta cắt 30-10-10 không tưới 30 nữa. À bắt đầu chúng ta tiếp tục tới tháng 9 nè, 15 tháng 9 xa mười nửa tháng sau nè, 15 ngày sau là chúng ta phun tiếp tục phun 30, phun là 10-60-10 te nữa. À là để nó chặn, để chặn đỉnh sinh trưởng nha. Đặng chúng này chúng ta tạo nụ nè. Rồi ngay thời điểm này chúng ta tưới 3-6-17. Anh em tưới 3-6-17 cũng được, 3-6-8 cũng được, nói chung tưới 3-6 đi ha, cho nó có cây nó quen dần. Là bây giờ chúng ta cắt đạm nè, bắt đầu cho đạm lăn kali cho nó cân bằng cái đi ha. Rồi bắt đầu đợt sau chúng ta tưới DB. Rồi bắt đầu ngày 1 tháng 10 rồi bắt đầu chúng ta phun ngừa bệnh bằng chăm bông, rồi tưới DB ha, cộng hoặc là tưới 17-17-17. Thì 17-17 là gì? Tức là những anh em nào mà chưa có dùng phân thì tưới cái này vô là an toàn ha. Còn nếu mà anh em đã dùng quen rồi bỏ thằng này luôn, cứ việc tưới DB cộng humic. Rồi bắt đầu tới 15 tháng 10 chúng ta tiếp tục tưới DB nữa. À qua nè, bắt đầu chúng ta phun nè, phun MKB nè, bắt đầu chặn đọt nè, chặn đọt thêm. Ở dưới này chúng ta đã chặn đọt rồi, dưới này chúng ta chặn đọt thêm. Lý do tại sao là lúc đầu là chúng ta chặn đọt bằng 10-60-10 mà bây giờ chúng ta chặn đọt bằng MKB, tức là trong cái thành phần F800MKB này là nó sẽ có kali ha, nó có thêm kali. Thì cái kali này nó sẽ giúp cho cái màu hoa, cái màu của cái bông hoa mình nó sẽ đẹp hơn. Cho nên lúc thời điểm này là chúng ta phun MKB là nó có luôn phần kali luôn. Rồi còn cái phần kali này nó sẽ tốt cho cái những cây trồng nào mà chúng ta cần phải xử lý ra quả đó, nó sẽ làm cho màu sắc của cái trái nó sẽ đẹp hơn. Nhắc phim phần này cho bà con thôi, các bà con nào mà có làm cây trái đó thì cái phần kali nó sẽ giúp cho cái màu của cái trái nó đẹp hơn và tăng năng sức, rồi tăng cái chất lượng của cái quả đó và tăng luôn cái độ ngọt luôn ha. Là cái phần đó kali. Còn kali ở đây chúng ta dùng cái tác dụng của nó là để cho tăng cái màu sắc của hoa cho đẹp lên. À cho nên chúng ta dùng MKB. Mà bà con lưu ý nè, cái MKB nè dùng 20g trên 200 lít nha bà con. Cái này là đánh hơi dư rồi. Nè bà con căn cứ với này nè nha. Nè MKB nè. À 200 lít nè. Bà con cái MKB nè bà con dùng cái liều khoảng 500g trên 200 lít vẫn bình thường nha, vẫn bình thường hết. Hai chỗ này là mình đánh liều nhẹ nhẹ thôi, còn bà con nào mà thấy trễ quá thì không, cứ đánh là 500g trên 200 lít, tức là nửa ký trên cái phi 200 lít, 220 lít á. Rồi bắt đầu tiếp tục tới ngày 1 tháng 11 chúng ta phun ngừa nọt siêu. Tiếp tục tưới DB nữa. Phun F800 MKB. F800 này bà con không quan tâm. Thí dụ như tại gia em quen em dùng rồi thì em ghi trên đây thôi. À, chứ bây giờ bà con chỉ cần lên bán cho tôi một cái hộp MKB ha, hay là một gói một ký gì đó MKB, rồi về bà con cứ làm theo cái nhà, làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất là ok. Rồi tiếp tục tới ngày 15 tháng 11 tiếp tục chúng ta lại tưới DB phun F800 MKB nữa. Chúng ta lúc này là giảm liều lại, chúng ta lúc này bắt đầu chúng ta giảm liều lại nè, giảm liều lại cái cử cuối mà phun MKB là bà con giảm liều lại. Rồi tiếp tục phun ngừa, tiếp tục là ngày 1 tháng 12. Bà con lưu ý nè, từ ngay thời điểm này nè, trở về sau nè, là chúng ta không có cho bất kỳ một cái phân nào hết. Tức là vô tháng 12 ha, vô ngày 10 tháng 12 là chúng ta không có vô bất kỳ cái phân nào hết. Còn ngày 1 tháng 12 là chúng ta tưới DB dậm nhẹ lên cái. Rồi bắt đầu tới ngày 10 tháng 12 chúng ta cắt nước cộng bón dồi. Bón dồi này để giờ làm gì? Bón dồi là để mình xử lý cái chất trồng ha, xử lý chất trồng lại để cho cái những cái mùa năm mới sau á ha, cho cái mùa sau á là cái chất trồng nó tốt, là mình đưa phân vô nó sẽ hấp thu. Còn cái phần mà tinh dồi này á thì em sẽ có một cái clip làm sao.
phân tích về vấn đề tương giao để cài tạo đất ha. Đây nhắc đây nói sơ cho bà con biết ha, đây là cái máy nó cái máy đo mà đồng hồ đồng nồng độ pH nè, rồi đo luôn được độ ẩm luôn. Đây chúng ta đo được nồng độ pH và đo luôn độ ẩm, tức là giới thiệu sơ cho bà con biết trường hợp mà cái nồng độ cái cây của chúng ta nó khi mà chúng ta cái nồng độ pH mà cái cây đấy chúng ta hấp thụ phân được á, tốt á, dinh dưỡng tốt á, thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 chấm cho đến 7 chấm là nồng độ pH. Còn khi chúng ta rơi vào mà từ 4 chấm rưỡi mà trở xuống á, thậm chí có những cây em đo là tới còn có 2 chấm à, là cái cây đó cái chất lượng mà cái chất trồng đó là nó quá tệ à, là có khả năng là nó mặn hoặc là phèn à, hay là do một tác nhân gì đó à. Vậy chúng ta bón cái vôi này lên là để làm gì? Bón vôi lên là để tăng cái nồng độ pH lên, đặng khi mà cái phân cũng vô nó sẽ hấp thụ được nhiều hơn à. Còn phần này bà con cứ bổ theo cái to này bà con làm thôi à, còn những cái vấn đề còn lại thì em sẽ phân tích sau. Rồi bắt đầu là cắt cành. Cắt cành như hồi nãy em mới cắt đó, là cắt cành phơm lại sao cho cái cành cho nó đẹp, cho nó tán, cho nó đẹp, cho nó tròn 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 vậy á, cho cái theo cái thế mà mình muốn vậy đó. Rồi bắt đầu mình mới lặt lá. Lý do tại sao phải cắt cành rồi bắt lặt lá à, nếu mà chúng ta lặt lá nhiều á, những cái cành đó một hồi những cành mà chúng ta lặt rồi á mà chúng ta cắt bỏ nữa thì nó lại mất thời gian ha, lại mất thời gian. Cho nên chúng ta cắt cành lại cho nó phơm nó đẹp hết đi, cho nó đều hết, rồi chỗ đầu chúng ta hay lặt lá ha, thì nó nhẹ công lao động. Thì chúng ta lặt cắt cành lặt lá là nó sẽ tổn thương trên một phần nhánh và phần lá đó ha, nó sẽ dễ gây ra nấm bệnh nếu mà chúng ta không ngừa. Rồi bắt đầu chúng ta phun ngừa nọc siêu vô. Rồi cắt cành lặt lá này xong hết, chúng ta bà con lưu ý là không được vô bất kỳ một cái lọ phân nào hết à. Bắt đầu chúng ta tưới humic, tưới humic đang cho cái bộ rễ nó vững chắc nè ha, bộ rễ vững chắc nè, đặng khi mà nó phải chịu đựng trong một cái khoảng thời gian, trong một khoảng thời gian mà chứ nó sẽ đơm hoa, nó sẽ đơm hoa ở đây, nó ra nụ, nó đơm hoa rồi nó ra lá đây một khoảng thời gian khoảng mất cỡ tầm khoảng một tháng, hơn một tháng là nó không nhận bất kỳ một cái lượng phân nào hết. Nên chúng ta tưới humic này cho bộ rễ nó vững chắc. Rồi chúng ta tiến hành phun DA6 à, chúng ta cái khâu này bà con có phun cũng được mà không phun cũng không sao ha, hai khâu này mà con muốn phun thì phun, còn tới cái khâu mà tưới humic này là được rồi, còn bà con muốn phun thêm cái này thì phun, còn không phun cũng không sao nha. Cái phần mà phun D6 với phun G3 nè ha, còn nếu mà bà con có điều kiện thì bây giờ ngày 15 tháng 12 bà con tưới humic xong rồi bắt đầu tới qua ngày sau ngày 16 tháng 12 bắt đầu chúng ta phun D6 liền, đặng cho ở trong cái nách đó nó sẽ phúng ra lẹ, nó sẽ phúng phúng ra phúng đều, tại vì đâu kia có những cái mắt ngủ đó, nó ra rất là chậm, còn mình xịt này nè cho mắt ngủ nó đẹp lên, nó ra được nhiều. Đáng lý ra ví dụ một cái chùm hoa của mình đi là nó ra khoảng chừng một cái nụ của nó ra khoảng 5-7 cái bông, còn nếu mà chúng ta xịt D6 này lên á thì nó sẽ ra tầm khoảng 10-12-13 có khi 15 bông, thì nó sẽ thích hợp cho những cái cây mà chúng ta ra chợ ha. Còn cái cây chơi nhà thì mình muốn kích thì cũng được, muốn kích cho nó ra bông nhiều thì tốt, còn ra nhiều để mình chơi, còn nếu mà không có cũng không sao ha. Còn khi phun cái G3 này là làm gì, tức là tầm khoảng 6 ngày sau thì chúng ta phải phun cái G3 này là để cho cái cuốn hoa nó dài ra, cái cuốn hoa nó kéo cuốn hoa nó dài ra, tại vì khi có cuốn hoa mà nó dài ra thì cái độ chen của nó không có, còn khi mà cuốn hoa nó ngắn quá cái độ chen của nó nhiều quá, cho nên cái hoa nó chen chút nhau đó. Mà con thấy ví dụ như vậy đi à, mà nó ra nhiều quá, nó chen khít lại gì nè, nó chen khít lại cái tay khít lại gì nè à, thì bắt đầu cái bông này nó sẽ chổi bông kia, nó dễ rụng. Còn khi mà cái cuốn hoa nó từ ngắn gì mà nó dài ra đây thì bắt đầu nó sẽ dài ra gì nè, nó dài, nó đâm thẳng lên trên thì nó sẽ không bị cạnh tranh, nó chen nhau à, thì cái hoa của mình nó sẽ được lâu hơn. Và cái thành phần mà của cái G3 này á à, cái thành phần của G3 này nó là gibberellin, thì nó cũng có cái dưỡng chất ở đây để nó chống rụng hoa ha, cho nên bà con sử dụng ở đây là để cho hoa mình nó hạn chế bị rụng ha. Rồi nói như thế này,
Thì bà con á, hiểu được hết tất cả những thứ này á, thì càng tốt. Còn nếu mà không hiểu được hết, bà con cứ bổ theo cái to này mà làm. Bà con cứ bổ theo cái to này mà làm. Chứ cô không có cái vấn đề gì mà nó co siêu. Và em xin nhắc lại những cái kiến thức hồi nãy giờ em chia sẻ đi với bà con á, là chúng ta cùng nhau để chia sẻ với nhau, cùng nhau để tiến bộ, chứ cũng không có mang cái tính chất gì mà để gọi là dạy ai hết nha bà con ha. Còn bà con cô bác nào, anh chị em nào mà có những ý kiến hay thì hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau tiến bộ. Và bà con cũng đừng quên là nhấn đăng ký kênh, chia sẻ và subscribe giúp em ha, để kênh của chúng ta càng lúc càng lớn mạnh, để em sẽ chia sẻ cho bà con được nhiều kiến thức hữu ích, và bà con sẽ nhận được nhiều cái bài viết hay khi mà em có làm cái clip mà đăng lên. Thì phần sau em sẽ bàn về vấn đề như đa lượng là gì, trung lượng là gì, vi lượng là gì, siêu vi lượng là gì, chất điều hòa sinh trưởng và cách ngừa điều trị bệnh cho dịch hại. Cuối cái clip này á, thì em sẽ dán cái bảng này lên để cho bà con tiện theo dõi. Và nếu bà con thấy hữu ích thì bà con cứ làm theo. Bà con thấy nó chưa có đúng phần nào á, thì bà con cứ đóng góp để kênh chúng ta tiến bộ ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả bà con đã đồng hành qua Kỷ Nguyên Hộ trong suốt thời gian qua. Rồi, chúc bà con thành công và được nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.